Hi, xin chào anh em nha. Rất là lâu rồi mình không có up video clip trên kênh Hồ Cá Ngoài Trời. Thì bữa nay mình cũng gắng dành một ít thời gian để chia sẻ cũng như là quay những cái clip chia sẻ với các bạn. Thì hôm nay mình quay cái clip này thì mình có đi mua một số cái món để mình thả vô hồ mình nuôi thêm nha các bạn. Thì sẵn đây mình quay video clip mình giới thiệu với các bạn cùng xem luôn. Đây, đầu tiên giới thiệu với các bạn đây là ốc táo nha. Ốc táo này là ốc táo vàng, mình mua một con 5.000. Tiếp theo gông nha các bạn. Gông này thì chỗ bán này á, cái chỗ bán phụ kiện và cũng bán thức ăn nè, cá cảnh nè, thì người ta cho mình nha các bạn. Rồi, cái này là thức ăn cho cá gám thái nha các bạn, gám thái 3/5. Cái này mình mua với giá là 25.000. Tiếp theo nữa là mình giới thiệu với các bạn. Đây là Atomia sinh khối. Atomia sinh khối đông lạnh. Mà nãy giờ mình đi về thì nó tan ra hết rồi nha các bạn. Thì xíu mình sẽ đổ tủ lạnh cho cá ăn. Đây là một cái loại thức ăn cá rất là bổ dưỡng, dành cho những các bạn nuôi cá, tất cả các loại cá, bể màu, bình tích, chân châu hay gì đó, nhưng mà không có thời gian ấp hay là không có thời gian nuôi thì mình mua loại này, mình để ngăn đông, buổi sáng mình cho cá ăn rất là nhanh, rất là tiện. Đó, mình để riêng qua đây bên. Thì cái thức ăn cá này mình có một loại nữa. Đây, cái này là Atomia ấp nở nha các bạn ơi. Mình mua cái loại này để cho mấy con guppy của mình. Thì sẵn đây mình nói luôn là cái bầy coi đỏ của mình á, coi red e nó đẻ rồi nha các bạn. Đó, thì mình mua 2 ống, một ống này với giá 7.000, một ống Atomia ấp nở này 7.000. Thì mình sẽ cho cá ăn, mình sẽ quay cho các bạn sau. Thì bữa nay mình giới thiệu thôi cho các bạn xem 2 ống. Thì mình được tặng thêm một cái ống hút, ống hút Atomia này các bạn ha. Rồi, đây là một cái loại cá mình cũng rất là thích nuôi. Cá này gọi là cá gì ta? Cá Hà Lan á các bạn. Cá mún hạt lựu hay là cá Hà Lan gì cũng là nó hết á. Khó nhìn ha. À đó nè, mấy con này thì nó có bầu hết rồi. Thì chỗ này chỉ bán cho mình một con ngàn, giá ngàn nha các bạn. Mình nuôi chơi thôi. Rồi ok, thì mình đã giới thiệu sơ với các bạn những cái bữa nay mình đi làm về mình mua ha. Rồi, đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là cái hồ cá thùng xốp của mình nè. Cái hồ này thì mình để ngoài trời luôn nha các bạn, hổng gà các bạn thấy không, nước mưa nó vô nó tràn, nó hơi cong cái hồ lại rồi nè. Thì mấy con cá mún này thì mình sẽ cho vô cái hồ luôn nha các bạn. Mấy con này thì nó có công dụng là nó ăn rong hoặc nó ăn thức ăn thừa rất là tốt. Thì cá mún này mình sẽ bỏ vô đây. Thì cũng như mình đã chia sẻ với các bạn rồi, thì khi mà các bạn mua cá ở bên ngoài về hay là mình chuyển từ hồ này sang hồ khác thì mình cũng phải ngâm vô hồ. Thứ nhất là cho cái nhiệt độ ở trong cái hồ của mình đó các bạn, và cái nhiệt độ trong nước nó cân bằng, cá nó ra nó không có bị sốc nhiệt, cho nó cân bằng nha các bạn. Rồi, cái rong này thì mình cũng thả vô
mình cũng thả vô hồ luôn nha các bạn. Mình thả vô hồ mình gây lại. Rong này thì cô chủ cho mình. Mình thả vô hồ mình sẽ gây lại. Ở đây cái hồ này có rong rồi nha các bạn, thì mình sẽ thả qua cái hồ bên đây. Và mình thả vào cái hồ cá ngoài trời bên kia. Đây là cái hồ cá ngoài trời của mình nè các bạn. Mình sẽ thả rong vô cái hồ này để mình gầy rong ra lại nha. Cái hồ này bữa hổm của mình đó, nó rong nó mình xe các bạn hết trơn luôn rồi. Hồ không còn miếng rong rồi hết. Đó thì mình gầy rong ra lại cho nó nhiều rong để cho cá nó có chỗ nó đẻ nha các bạn. Hồ này hiện tại thì không có chỗ cho cá trú ẩn ha, các bạn thấy không? Hồ này nước phải nó là bao trong luôn. Thì làm sao nuôi cá ngoài trời mà nước trong thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một cái clip rồi ha. Thì từ từ mình sẽ quay cái hồ này cho các bạn coi sao. Thì sẵn đây có Atomia nè, mình sẽ cho cá, mình sẽ cho cá ăn thử ha, cho các bạn xem. À, Atomy nè các bạn. Atomy sinh khối. Cái này nó khá là hôi nha các bạn. Các bạn mà có để các bạn mà có để vô tủ lạnh á, thì cũng cố gắng mình sắp xếp cho nó cách tách khỏi đồ ăn, hay mình lấy muỗng đi cho nó dễ, cái ống hút nó không hút được đâu. Để cho nhiều cá ăn nè. Để mình quay gần mà cho các bạn xem ha. Rồi. Gần này nè. Mình sẽ múc một muỗng. Cái này thì cá nó rất là thích ăn luôn. Đó, mình múc một muỗng nha, mình để vô đây. Ăn cái này thì cá của bạn các bạn nó rất là mập luôn nha. Cái này cũng rẻ lắm các bạn. Mình quên báo giá với các bạn luôn. Cái bịch này nè 200g thì ở shop người ta bán là với giá 12.000 200g nha các bạn. Mình thấy nó cũng khá là rẻ. Thức ăn nó cũng bổ dưỡng. Và cũng rất là tiện nữa. Các bạn là không có thời gian thì có thể áp dụng cái loại thức ăn này cho cá nha. Thì cũng bạn cũng lưu ý cho ăn vừa đủ thôi nha các bạn. Đừng có cho ăn nhiều quá, thì cái này cũng là một cái loại thức ăn tươi sống mà. Thì nếu các bạn cho ăn nhiều quá mà cá nó ăn không hết thì cái nó sẽ bị phân hủy cái thúi nước nha các bạn. Thả xuống bao nhiêu thì hết bấy nhiêu. Thả bao nhiêu thì hết bấy nhiêu thôi. Cái này nó thích ăn cũng giống như chuồng chỉ vậy đó. Các bạn cho ăn thử đi, đảm bảo với các bạn luôn, cho ăn khoảng một tuần lễ thôi là cá của các bạn u nu luôn, rất là ú luôn á. Nó ăn chứ rồi đó, trơn rồi đó. Ok, mình chuyển qua cái hồ kia. Rồi quay trở lại cái hồ mình xốp nha các bạn. Mình sẽ thả ốc táo vô đây. Mình nuôi ốc táo thử coi nó có đẻ không nha. Nghe các bạn nói cũng hay đẻ đó. Nè, ốc táo nè. Mình nuôi thùng xốp luôn. Coi nó có đẻ không nha. Đó, 3 con ốc táo 15.000 nha các bạn. Mình thả vô đây. Ốc táo thì các bạn biết rồi, nó rất là nhiều công dụng nha. Rồi sau khi mình ngâm cá khoảng 10 phút rồi nha. Bây giờ mình sẽ mở bọc ra. Ui chà, gột chắc quá. Móc những thùng ra. Đó, khi mà các bạn thả cá này, các bạn nên cho nước vô nha. Cho nước vô từ từ, cho cá nó thích nghi với cái môi trường nước cũ và nước mới.
Rồi xong rồi mình thả ra, mình thả, mình chút cái bọt nghiêng ra cho nó từ từ nó bơi ra nha các bạn nha. Bơi ra đi mấy bạn. Nó không chịu bơi ra mọi người ơi. Rồi xong. Mấy con cá này mới bỏ vô thì nó sẽ rất là nhát, nó không có chịu, nó không có lanh đâu các bạn. Thì cái hồ này mới thả cá thì mình cũng không có cho ăn nha. Các bạn lưu ý luôn, khi mà cá mới mua về á thì các bạn cũng đừng có nên cho cá ăn liền, thì trong thời gian cá nó di chuyển thì nó cũng khá là mệt. Khi nó mệt thì nó ăn vô thì nó sẽ không có tiêu hóa rồi các bạn. Không có tiêu hóa khi nó ăn nó sẽ bị sình bụng á. Giống như người mình thôi, đi chơi về mệt quá cũng không có nên ăn uống gì vô đâu. Rồi, đó là clip thả cá. Thì cũng rất là lâu rồi mình mới quay lại một cái clip chia sẻ với các bạn, thì cũng không có gì đặc biệt, thì cũng quay lại cái quá trình mình đi mua cá, mua mấy cái này cái kia về mình thả thôi, mình chia sẻ với các bạn thôi. Quên nữa, thì những cái loại nãy giờ mình mua đó, cũng như Atomy hay là thức ăn hay là mấy cái ống hay là gì đó, phụ kiện gì đó, thì mình mua ở một cái shop tên là Kim Như nha các bạn. Shop này ở Cần Thơ thì bán rất là nhiều loại phụ kiện luôn. Họ bán thức ăn, rồi sỏi đá, thùng xốp, các dụng cụ, nói chung là tất cả các cái loại nào mà mình nuôi cá mình cần á thì cái chỗ đó bán. Thì hồi lúc nãy mình mua mình cũng có xin phép chị rồi, thì bữa nào mình sẽ đến đó mình sẽ quay video clip mình giới thiệu cái shop phụ kiện cũng như thức ăn cá cảnh đó cho các bạn cùng xem. Thì các bạn nào ở gần đó thì có thể lại mua ha các bạn. Thì cô chủ ở đó thì rất là dễ thương, rất là vui vẻ, nhiệt tình. Hồi nãy mình mua cũng ít thôi nhưng mà cô cũng tư vấn rất là nhiệt tình nha các bạn. Rồi video đến đây cũng đã dài rồi, thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào.